ơi, bà thầy xuống kìa. Đó bà thầy xuống kìa. Chung là coi ít có đi mà xin mà giúp người ta. Mới thay cái lưu hương cái thắp nhang nó hết bị tắt rồi mà. Cô hai cô lắc đầu luôn rồi. Chỉ quỳ lại nãy giờ luôn á. Nước này nó quặn chỗ này không à, dễ gì. Nhưng mà nó có ấy đây đâu. Bà định hướng coi giờ hiện giờ cũng nó ở nơi đâu hướng nào à. Bây giờ bà định hướng. Nó nằm bậy đâu mà đặng. Ủa ta đâu có bị khùng mà. Đi đây là còn tỉnh. Chịu gì vậy nó, chị định hướng cho nó ở đâu rồi. Nó nằm bậy đâu mà. Đó, cháy đỏ luôn. Mà cô hai cũng về rồi nhưng mà vẫn không yên tâm. Nhưng mà lần này lần cuối cùng nè, coi thử coi mình chứng không. Chứng minh cho hai chồng này để mà cho hai chồng tìm thấy con đem về chôn cất đàng hoàng, chứ thấy bây giờ lại mấy tiếng đồng hồ em ở đây cũng sót cô chú anh chị. Cô chú chị trong khi xem thì có 10 phút thôi, 15 phút thôi, nhưng mà bây giờ là anh với chị ngồi giờ giái lại bây giờ là mấy tiếng đồng hồ rồi đó, đúng thiệt.
rồi. Mà như nãy giờ nhang bên đây này tắt không hả? Không hiểu luôn. Con chùm nha. Chắc rồi. Bà ngoại hay bà nội vậy nè. Ừ. Là ông đâu? Mới thấy à. Đâu kêu rồi. Mình bà nội, ông nội nó quỳ nó xin. Bà nội. Gió hộ gì mà nhang mà nó cắt hoài vậy. Gió là tao phải gặp lửa, tao phải trực lên. Đâu phải gió mà nó tắt vậy. Con mà nội nước ăn về nhà nha, con bánh tiếp mà nội ra, về đó hôm nay nội ra đó con, về nha.
kê chế làm sao giờ. Nói chung là bà nội đang giái để xin keo để mà rước em Linh bị té sông về của chú anh chị. Bà nội đang xin cô chú anh chị tiền thường bé Linh đó cũng hay là đi ra gói bánh bán tiếp bà nội nè. Bà nội ra giờ rước trở về xin kèo nữa là được không nha. Đây, chúng ta thử xem nha. Bà nội ra xin một keo một là được luôn nè. Chắc là chờ. Chị nghĩ cái thằng kia nó đi kiếm ở đường dưới kia ha, là mấy cái nhang nữa mà tắt hết trơn. À chị đi kiếm
Đó, cô chú anh chị cũng vừa được nghe ha. Nói chung là bà nội cũng lại đây để vái, để mà xin, để mà tìm được thi thể của anh Linh của chú anh chị. Thì cô hai cũng nói là ngày mai sẽ tìm được cái không bao giờ làm thầy. Chị thì mong mai là nổi lên tìm được ở đây. Thôi mình đi ra cho nhà.